Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao khẳng định trước Quốc hội không có án oan. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hôm 6 tháng 11 nói trước Quốc hội rằng việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Truyền thông nhà nước cho biết ông Bình đưa thông tin này khi trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Thông tin này được đưa ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi tử tù nhiều năm kêu oan là Lê Văn Mạnh bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc hôm 22 tháng 9. Vụ án của tử tù này đã kéo dài hơn 18 năm với nhiều đơn kêu oan của gia đình tử tù và lên tiếng từ quốc tế. Bên cạnh đó, hàng trăm người đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư do các luật sư thảo ra để yêu cầu các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều tra lại các vụ án mà họ cho là oan sai đối với các tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh. Đây là những vụ án được chú ý nhiều nhất trong những năm trở lại đây bởi việc xét xử mà các luật sư cho là còn có nhiều sai sót và sự phản đối từ gia đình của các tử tù này. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và cả đại diện Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra xét xử lại 3 vụ án mà họ nói là có dấu hiệu oan sai. Thành phố Quảng Ninh cho dừng thi công dự án đô thị lấn biển Hạ Long bởi vì bị phản đối. Sau khi bị báo đài và công luận chỉ trích phản đối, chiều ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân của thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm dừng thi công dự án đô thị lấn biển ở phường Quang Hanh do có nguy cơ ảnh hưởng đến vịnh Hạ Long. Báo VN Express dẫn nội dung của văn bản nêu nguyên do khi đoàn liên ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức kiểm tra thực tế về việc thi công dự án thì xác định ra có sai phạm về vấn đề môi trường nhưng chưa làm đúng quy trình thi công như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Trong văn bản chiều hôm nay, lãnh đạo của thành phố Cẩm Phả giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. Họ cho biết là đã kiểm tra hiện trường thi công dự án đô thị ở tại khu 10B, làm rõ nội dung phản ánh của một số cơ quan báo chí. Việc kiểm tra hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 để có cơ sở báo cáo trên chính quyền của Quảng Ninh. Dự án đô thị 10B nằm ở phường Quang Hanh thuộc thành phố Cẩm Phả, được phê chuẩn vào năm 2021 với tổng diện tích gần 32 ha. Tổng vốn đầu tư là hơn 1.230 tỷ đồng, tức là khoảng 50 triệu Mỹ Kim. Chủ đầu tư là công ty Đỗ Gia Capital. Dự án có gần 3.9 ha nằm ở trong khu vực bảo vệ 2, tức là vùng đệm của di tích quốc gia đặc biệt của Vịnh Hạ Long, chiếm hơn 12% tổng diện tích của dự án này. Chiều ngày hôm nay, đoàn liên ngành tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra thực tế về việc thi công dự án và xác định ra có sai phạm về vấn đề môi trường như là chưa làm đúng quy trình thi công như là đã báo cáo đánh giá tác động đến môi trường đã được phê duyệt. Về mặt pháp lý, chính quyền của Quảng Ninh khẳng định dự án có đầy đủ giấy phép và không có rừng ngập mặn ở trong khuôn viên của dự án. Và chiều cùng ngày, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Quảng Ninh hãy hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghiêm nội dung đã được bộ này cho ý kiến trước đó và thông tin rộng rãi đến các cơ quan, thông tin đại chúng về nội dung cũng như quá trình thực hiện dự án. Facebook, Google, Netflix nộp thuế cho Việt Nam 330 triệu Mỹ Kim năm 2023. Theo tường thuật của truyền thông Việt Nam, các nhà mạng nước ngoài kiếm tiền qua dịch vụ quảng cáo từ các công ty kinh doanh ở trong nước Việt Nam đã nộp thuế năm nay 8.020 tỷ đồng, tương đương 330 triệu Mỹ Kim. Căn cứ trên con số thống kê của cơ quan thuế Việt Nam, đến hết cuối tháng 10 đã có 74 đơn vị ghi danh thuế, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai nộp là 11.498 tỷ đồng, khoảng 473 triệu Mỹ Kim. Những đại công ty nước ngoài được nêu tên nộp nhiều thuế gồm Google, YouTube, Meta, Facebook, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple. So với cuối tháng 7, đã có thêm 12 nhà cung cấp nước ngoài kê khai nộp thuế qua cổng thông tin điện tử và số thuế đã nộp cũng tăng thêm hơn gần 2.200 tỷ đồng, hơn 90 triệu Mỹ Kim. Mấy năm trước, Việt Nam không thu được thuế từ dịch vụ quảng cáo trên mạng, cũng như không kiểm soát được nội dung các bài viết, những buổi phát trực tiếp, livestream đã kích chế độ. Nhưng Việt Nam đe dọa sẽ khóa cửa, cấm họ hoạt động tại Việt Nam và ép phải nộp thuế lợi tức. Hai tuần trước, Bộ Thông tin Truyền thông nói rằng chỉ sau 6 tháng đầu năm 2023, Facebook đã bị ép chặn gỡ bỏ hơn 2.200 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước.
Còn Google cũng đã gỡ hơn 4.900 video vi phạm trên YouTube, chặn hai kênh YouTube phản động khỏi truy cập từ lãnh thổ Việt Nam. TikTok cũng phải gỡ bỏ 397 link vi phạm thông tin tiêu cực. Theo các báo tại Việt Nam, Facebook và Google kiếm được 80% tổng số tiền quảng cáo mạng tại Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tức là DOC, vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá với nhôm đùn ép và nhôm nhập từ 15 quốc gia hoặc là vùng lãnh thổ mà trong đó có cả Việt Nam. Thông tin trên vừa được Cơ quan Phòng vệ Thương mại thuộc về Bộ Công Thương Việt Nam cho biết. Nguyên đơn là Liên minh Nhôm, Thép, Giấy và Lâm nghiệp, Cao su, Công nghiệp, Năng lượng, Liên đoàn Lao động, Công nghiệp và Dịch vụ Mỹ. Nhóm này cho rằng căn cứ số liệu của Hải quan Hoa Kỳ, năm ngoái, Việt Nam chiếm khoảng 7.6% tổng kim ngạch xuất khẩu của các nước vào đây, đứng hàng thứ tư trong số các quốc gia xuất khẩu nhiều nhất vào Mỹ, sau Mexico, Colombia và Trung Quốc. Doanh nghiệp xuất cảng bị cáo buộc bán phá giá có khoảng 14 công ty của Việt Nam. Ngoài ra, còn có các công ty khác cũng xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Mỹ. Biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam là 41.84%. Thấp hơn so với mức cáo buộc với 3 nước xuất khẩu cạnh tranh nhất của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Tập đoàn FPT mua công ty công nghệ 20 năm tuổi tại Mỹ. Sáng ngày 6 tháng 11, công ty cổ phần tập đoàn FPT công bố đã mua Cardinal Peak, công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghệ có tuổi đời 20 năm tại thị trường Bắc Mỹ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ tại khu vực châu Mỹ nói riêng và các thị trường nói tiếng Anh nói chung, đặc biệt trong các mảng công nghệ mới. Công ty Cardinal Peak chuyên cung cấp dịch vụ công nghệ toàn diện, bao gồm phần cứng, phần mềm nhúng, LOT, điện toán đám mây và phát triển sản phẩm di động cho hơn 300 công ty trong các lĩnh vực xe hơi, điện tử tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, phát nội dung trực tuyến, robot, an ninh, an toàn, quốc phòng, hàng không vũ trụ. Cardinal Peak vẫn sẽ giữ nguyên thương hiệu và mô hình hoạt động như hiện tại. Thông qua thương vụ này, FPT kỳ vọng Cardinal Peak sẽ giúp tập đoàn tăng gấp đôi doanh thu từ mảng dịch vụ kỹ thuật sản phẩm như dịch vụ tư vấn, thiết kế, phát triển, thử nghiệm các công nghệ mới, bao gồm cả phần cứng và phần mềm để tạo ra các sản phẩm tốt nhất tại thị trường Mỹ trong vòng 2 năm tới. Ở chiều ngược lại, hợp tác với FPT sẽ giúp Cardinal Peak nâng cao năng lực cũng như mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tập khách hàng trên toàn cầu. Với sự gia nhập của Cardinal Peak, FPT sẽ được bổ sung nguồn nhân lực gồm hàng trăm kỹ sư tài năng am hiểu chuyên sâu các công nghệ LOT, điện toán đám mây, di động và thấu hiểu nhu cầu riêng biệt của khách hàng trong từng lĩnh vực. Giá vàng SJC bị bán tháo và lao dốc không phanh trong những ngày qua. Bất chấp giá vàng nhẫn và vàng trang sức, bộ 24 carat vẫn tăng theo giá vàng của thế giới. Theo đó, thì trong mấy ngày qua, diễn biến bất ngờ của giá vàng SJC đã khiến cho những người mua loại vàng này ở mức giá cao phải lo lắng. Cụ thể, từ cuối tuần trước cho đến sáng ngày hôm nay, giá vàng SJC đã bị bốc hơi mạnh. Mức giảm sâu nhất của giá vàng này trong sáng nay chỉ còn là 68.5 triệu đồng cho một lượng, giảm đến 1.5 triệu đồng cho một lượng so với ngày hôm trước. Điều đáng nói đó là đà giảm chỉ xảy ra đối với loại vàng này. Trong khi vàng nhẫn, vàng trang sức 24 carat thì vẫn giao dịch sát mốc là 60 triệu đồng cho một lượng. Còn giá vàng thế giới chỉ giảm nhẹ về khoảng chừng 1.984 Mỹ Kim cho một ounce. Nhiều người cho rằng loại vàng SJC đang bị chốt lời mạnh, thậm chí bị bán tháo sau khi vượt các mốc là 70 và 71 triệu đồng cho một lượng. Lý giải về diễn biến này, các chuyên gia và công ty vàng cho biết, có thể các nhà đầu tư và cả người đang cất giữ vàng SJC lo ngại sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý cũng như là dự trữ ngoại hối nhà nước. 27 địa phương xin trả lại 5.000 tỷ đồng vốn vay từ nước ngoài. Theo Cơ quan Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8, 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay, trong đó có thành phố Sài Gòn, Bình Dương, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình. Năm nay có nhiều địa phương xin trả lại vốn vay hơn năm 2022. Tính đến hết tháng 8 năm trước, chỉ có 7 địa phương xin trả lại vốn vay khoảng 1.500 tỷ đồng. Các địa phương xin trả lại vốn vay theo cơ quan quản lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nhiều địa phương xin điều chuyển chủ yếu do dự án đã kết thúc, hết thời hạn giải ngân hoặc không còn nhu cầu giải ngân, phần vốn tỉnh chưa phân bố. Bên cạnh đó, chiếm phần lớn khoản tiền xin hoàn trả là do các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư.
Trái với nhóm xin trả lại, có 6 địa phương đề nghị tăng dự toán vay năm 2023 thêm 350 tỷ đồng, gồm Bình Định, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và Phú Thọ. Nhóm này xin thêm vốn do có dự án sẽ hết thời hạn giải ngân trong năm nên cần bổ sung kế hoạch vốn hoặc để phù hợp với tiến độ triển khai dự án. Nhiều lao động Việt Nam ở Nhật Bản vay tiền chơi game online, đánh bạc và lâm vào cảnh nợ nần, vay xã hội đen, bị đe dọa phải bỏ trốn về nước hoặc là gia đình phải gửi tiền qua để chuộc. Một người tên Huy được công ty Estrella đưa sang Nhật trong gần 3 năm, làm việc ở trong công ty cơ khí. Mỗi tháng anh lãnh lương khoảng 20 men, khoảng 1 men bằng khoảng chừng 10.000 yên Nhật, tương đương với khoảng 1.300 Mỹ Kim. Thời gian đầu, Huy đều gửi tiền về cho gia đình. Tuy nhiên, gần nửa năm qua, gia đình không nhận được đồng nào. Trên thực tế, thì Huy đang vay nặng lãi hơn 150 triệu đồng, hơn 6.100 Mỹ Kim để nạp vào tài khoản game online. Tiền lương hàng tháng đều bị bên cho vay rút gần hết, chỉ để lại một phần nhỏ để chi tiêu. Ông Nguyễn Thế Đại là phó tổng giám đốc của Estrella cho biết, thời gian gần đây đã rộ lên tình trạng lao động vay tiền để nạp vào tài khoản chơi game online cũng như đánh bạc qua mạng. Nhiều người dính vào thì khó thoát ra và lâm vào cảnh nợ nần. Nhiều năm qua, Nhật Bản là thị trường chủ lực của xuất cảng lao động Việt Nam. Theo số liệu từ các doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm nay, hơn 111.500 lao động Việt Nam sang nước ngoài làm việc, trong đó có 55.700 lao động sang Nhật, chiếm khoảng 50%. Hết năm nay, dự kiến 75.000 đến 80.000 lao động sẽ qua Nhật làm việc, vượt qua con số 68.000 vào năm ngoái. Nhận thấy tình hình lao động dính vào cờ bạc ngày càng gia tăng, thời gian gần đây thì bộ phận chuyên phụ trách lao động ở Nhật của công ty Estrella có thêm nhiệm vụ tìm hiểu và ngăn chặn sớm những hành vi đánh bạc. Lao động sẽ được hướng dẫn cách nhận biết các hình thức lừa đảo qua mạng, các trang cá cược, game online ăn tiền, v.v. Ngoài ra, học viên bị cấm chơi game dưới mọi hình thức. Nếu vi phạm thì sẽ thông báo về gia đình. Những lao động mê game ăn tiền, cờ bạc online thì sẽ không được phỏng vấn và sẽ mất cơ hội đi làm. Phố ve chai độc nhất vô nhị ở Sài Gòn, khách đông nghẹt tìm ký ức. Phố ve chai mở cửa vào lúc 6 giờ sáng đến 2 giờ trưa mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Chợ đồ cổ nằm sâu trong một con hẻm 311 trên 27 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Ở đây bảo đảm không bán đồ mới mà các gian hàng đều bày bán các loại đồ cổ, đồ cũ. Cách bày trí gian hàng giống như một con phố, vì thế nơi đây được gọi là phố ve chai. Chợ đồ cổ được hình thành từ năm 2013 với mục đích ban đầu là để giao lưu giữa các nhà đam mê sưu tập đồ cổ tại Sài Gòn và khu vực lân cận. Tuy nhiên, người đến đây không chỉ là người yêu thích đồ cổ. Vì sự độc đáo nên phố ve chai luôn thu hút mọi người ở đủ lứa tuổi, nghề nghiệp. Nhiều du khách nước ngoài cũng đến tham quan, mua sắm, tìm hiểu giá trị văn hóa lịch sử của Việt Nam thông qua các món đồ cổ. Phố ve chai có hai không gian, bên dưới là nơi bày bán đồ cổ, tầng lầu bên trên là chỗ ngồi để người tham quan nhâm nhi cà phê, ngắm toàn cảnh. Nơi đây không quan trọng mua bán mà nhiều người đến chỉ để ngắm nghía, hòa mình vào một không gian mang đậm hơi thở hoài cổ. Một quy định của chợ cổ là phải thật thà, tạo được sự tin tưởng cho người tham quan. Nếu người bán cố tình nói sai thông tin về món đồ để bán được giá hơn thì sẽ bị cấm bán tiếp. Người bán không nói thách, người mua không trả giá, mua bán ở đây dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau. Ông Hứa Văn Danh, 59 tuổi, quận 12 nói rằng, trước đây chủ yếu khách ở độ tuổi trung niên đến tham quan, nhưng năm gần đây ngày càng có nhiều người trẻ ghé thăm. Tại Sài Gòn hiện đại, phố ve chai giúp nhiều người có thể sống chậm lại, thưởng thức nét đẹp hoài cổ của những món đồ xưa. Và đó là những bản tin Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại trước khi quay trở lại cùng phần tin địa phương.